ta nghiên cứu về cái phân phối nhị thức. Thì biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối nhị thức với tham số NB, ký hiệu là X dấu ngã BNB, và cái miền, nếu miền giá trị của nó là nhận từ 0, 1, 2 đến N, và xác suất X nhận giá trị và K nó sẽ bằng số tổ hợp chập K của N nhân B mũ K nhân 1 trừ B mũ N trừ K, và K ở đây chạy từ 0, 1, 2 đến N. Thì các cái số đặc trưng của biến ngẫu nhiên này đó là cái kỳ vọng nó bằng là NB, phương sai của nó là N nhân B nhân Q, và độ lệch chuẩn là bằng căn bậc 2 của NBQ. Đặc biệt là cái mod của X đó là nó phần nguyên của N cộng 1 nhân B. Về cái mô hình đó thì các em lưu ý là cái phân phối nhị thức này nó chính là biến ngẫu nhiên, mà có phân phối nhị thức này nó chính là cái số lần thành công trong cái quá trình Bernoulli đó. Và cái mod X này đó nó chính là số lần thành công nhiều khả năng nhất. Ví dụ như mình tiến hành một phép thử mà mỗi lần cái mỗi mỗi phép thử mình nó có xác suất thành công là B, và mình tiến hành phép thử đó N lần đó, thì cái X đó là số lần thành công trong N lần thử đó. Thì X nó sẽ có phân phối nhị thức BNB, và N ở đây là chính là số số lần thử nè, và B nó chính là xác suất thành công. Thế thì còn cái EX nó chính là cái gì? EX nó chính là cái số lần thành công trung bình đó. Còn cái DX là phương sai của số lần thành công. Đấy. Bây giờ mình xem cái ví dụ như sau. Đem ấp 8 trứng gà, xác suất để một trứng nở ra gà con là 0,7. Nếu mình gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số trứng nở trong 8 trứng, thì khi đó X nó sẽ có cái phân phối nhị thức với tham số N bằng 8 và B bằng 0,7, và bảng phân phối xác suất của X như sau. Thì chúng ta thấy là trong cái bảng phân phối xác suất này đó là tại X bằng 6 là có xác suất cao nhất nè, cho nên mình có thể nói là X mod của X là bằng 6. Và theo công thức thì số trứng nở trung bình khi mà mình đem ấp 8 trứng gà này đó là 5,6 trứng, và phương sai áp dụng công thức này nó là 1,68, độ lệch chuẩn là 1,2961, mod x bằng 6. Tại vì ở đây mình dùng công thức nè, n là 8 cộng 1 là 9, 9 nhân cho 0,7 tức là xác suất thành công nè, là b nè, 9 nhân 0,7 là 6,3, và mình lấy phần nguyên ra thì nó ra bằng 6. Và cụ thể là chúng ta nhìn cái hình ở đây thì chúng ta sẽ thấy là xác suất để có 6 trứng nở là có khả năng cao nhất, nó gần 0,3. Bây giờ tôi xem cái ví dụ thứ hai, xin lỗi, cho xem cái biểu đồ của hàm phân phối xác suất của cái số trứng nở trong 8 trứng đem ấp. Thì chúng ta có biểu đồ như thế này. Rồi trong cái biểu đồ này đó thì chúng ta thấy là cái số trứng nở nhiều khả năng nhất là 6 này. Cái điểm nó nhô cao nhất. Ta xét cái ví dụ số 2. Một đề thi trắc nghiệm có 10 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó có một phương án đúng. Giả sử có một sinh viên không không học bài và làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời trong 4 phương án của mỗi câu. Rồi X là biến ngẫu nhiên chỉ số câu trả lời đúng của sinh viên đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ có X là X nó sẽ có phân phối nhị thức với tham số N bằng 10 và B bằng 0,25. Xác suất sinh viên đó trả lời đúng 5 câu, nó sẽ là xác suất X bằng 5, nó bằng số tổ hợp chập 5 của 10 nè, nhân cho 0,25 mũ 5 và nhân cho 0,75 mũ 5. Tại vì ở đây là 10 trừ 5 bằng 5 đúng không? Đó, và bằng 0,0584. Và cách bấm máy tính như sau. Chúng ta đầu tiên chúng ta bấm số 10. Bấm shift, nhấn chia. Rồi sau đó bấm số 5, nhấn nhân 0,25 mũ 5 và tiếp tục nhân 0,75 mũ 5. Và bấm vô bằng.
Bây giờ chúng ta thử tính xác suất là sinh viên trả lời đúng ít hơn 5 câu. Tức là xác suất ít nhỏ hơn 5 nè, tức là nó sẽ lấy xác suất từ 4 trở xuống. Không, tức là mình coi vô xác suất bằng ít và ít từ 4, từ 0 đến 4 thì nó theo công thức này. Và cách bấm máy như sau. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ bấm cái dấu tổng, bấm shift với cái dấu cái chữ ít này thì nó sẽ ra dấu tổng nè. Bấm số 10, shift dấu chia x rồi nhân cho 0,25 mũ x rồi nhân cho 0,75 mũ 10 trừ x, và chúng ta cho cái số ở dưới chân nó chạy từ 0 đến gì, từ 0 đến 4, ra được kết quả như thế này. Như vậy thì có thể thấy là cái xác suất để mà sinh viên nó dưới trung bình thì là 92, khoảng 92,19%. Bây giờ chúng ta xét là xác suất để thí sinh thi từ 6 điểm trở lên, tức là nó trên trung bình. Đó. Tức là đây mình tính xác suất ít lớn bằng 6 đó. Thì nó cũng là cái công thức này, nhưng mà mình cho cái ít nó chạy từ 6 đến 10. Đấy. Thì lúc nãy máy tính chúng ta bấm là xác suất ít từ 0 đến 4 nè. Bây giờ chúng ta sửa lại là tính từ 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 6 đến 10 thôi, thì sửa sửa cái phần ở dưới thôi. X bằng 0 ta sửa thành x bằng 6. Phần trên thì từ 4 ta sửa thành số 10. Nó ra ra được kết quả là 0,0197. Tức là cái xác suất trên trung bình nó rất là thấp. Khoảng 2%.